Hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với Crypto Insight. Thì mình rất là vui khi mà các bạn đã chọn xem video của mình. Thì mình cũng rất là mong các bạn có thể là cho video của mình một like, cũng như là nhấn vào cái đăng ký kênh, cũng như là cái chuông để mà nhận thông báo khi mà mình đăng video mới ha. Và ngày hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2022. Hôm nay thì mình muốn làm một cái clip sớm để mà chia sẻ với anh em. Bởi vì tại giai đoạn hiện tại này, đường giá của Bitcoin nó đang nằm ở cái vùng cực kỳ là quan trọng. Tại sao á, mình nói là cái vùng cực kỳ quan trọng đó chính là gì ạ? Mình muốn mấy anh em theo nhóm mình, theo nhóm Telegram mình, thì chúng ta anh em chúng ta cùng nhau chiến thắng. Và mình muốn rằng mấy anh em để biết được cái lý do tại sao mình thắng, và nếu như không may mắn đi, cái lý do mà mình tại sao mình thua thì mình cũng có thể là chấp nhận được. Và bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích đến cái biểu đồ của Bitcoin với chỉ báo đó là CBR with KZS ha mọi người ha. Thì trong cái phần video ngày hôm qua mình cũng có nói với các bạn đó, thì á, bắt đầu một tháng mới, đường giá của Bitcoin nó nằm ở dưới, đúng không ạ? Nó nằm ở dưới cái chỉ báo CBR là cái vùng dưới này, đúng không ạ? Chứ nó không phải là nằm ở trên cái vùng này. Và nếu như nó nằm ở dưới cái vùng này ha mọi người, thì chúng ta hãy nhìn lại quá khứ một tí đã. Đó chính là vào cái giai đoạn chính là tháng là ngày 1 tháng 1 ha, năm 2021. Khi bắt đầu một tháng mới thì rõ ràng đường giá của Bitcoin nó đã nằm dưới, đúng không ạ? Nó nằm dưới, đó chính là nằm ở trong cái khu vực ở dưới này, chứ không phải là nằm ở trên khu vực này. Vậy thì điều này nó cho chúng ta thấy một điều gì? Đó chính là tương lai đường giá của Bitcoin nó sẽ đi xuống ha. Nhưng trước tiên cho việc đi xuống như vậy thì Bitcoin nó cần test lại cái đường, cụm đường đó chính là CBR, là Bottom CBR, Central CBR và Top CBR. Thông thường nó sẽ test lại cái đường Bottom CBR. Như các bạn đã thấy trên biểu đồ, đây là một cái đường giá khi mà mở đầu tháng mới, thì đường giá có phải là nằm ở khu vực này, đúng không ạ? Và sau đó là gì ạ? Đường giá đã bắt đầu tiến về cái đường Bottom CBR ở dưới này. Khi này á, đường Bottom CBR nó có vai trò giống như là một hỏi 500, đúng không ạ? Hút đường giá của Bitcoin đi lên, và ngay lập tức sau đó là bị reject trở lại, đúng không ạ? Reject tới cái vùng là ngay khu vực này. Mình vẽ lại, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta hãy nhìn tiếp đến cái tháng nữa đi. Đó chính là cái giai đoạn là tháng 12 năm 2021. Khi mà đường giá của Bitcoin nó khởi đầu một tháng mới cũng nằm dưới ha mọi người ha, cũng nằm cái vùng này, đúng không ạ? Và sau đó là gì ạ? Nó cái đường Bottom CBR này nó cũng như là một hỏi 500, đúng không ạ? Nó hút đường giá của Bitcoin đi lên, đúng không ạ? Do đó, và sau đó là gì ạ? Có một nhịp reject lại, đúng không ạ? Và do đó chúng ta thấy được mỗi sợi râu. Và tiếp theo chúng ta thấy được đường giá của Bitcoin nó giảm giá tới cái đường Money Support ở đây, đúng không ạ? Hay là các bạn có thể nhìn vào cái giai đoạn là ngày 1 ha, ngày 1 tháng 1 năm 2022 ha, khi đường giá của Bitcoin nó khởi đầu một tháng mới nằm ở đây, đúng không ạ? Cũng nằm dưới khu vực dưới, đúng không ạ? Và sau đó là hút lên cái đường Bottom CBR là đường xanh dương này, đúng không ạ? Và tiếp tục một cái quỷ chết xuống đây, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại thời điểm hiện tại đi. Chúng ta cũng bắt đầu một cái đường giá của Bitcoin nó nằm ở ngay cái vùng dưới đây, đúng không ạ? Và trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Chính xác là vào buổi sáng ngày hôm nay, đường giá của Bitcoin nó đã bị hút lên lại, đúng không ạ? Đó chính là đường Bottom CBR này nó hút đường giá của Bitcoin lên và bị reject ngay tại cái đường Bottom CBR nằm ở đây, đúng không ạ? Vậy thì theo như các bạn, trong tương lai Bitcoin có lặp lại quá khứ một lần nữa không ạ? Đó chính là đường giá của mình sẽ bị đạp xuống cái đường Money Support ở dưới đây. Và không chỉ là cái chỉ báo CBR này đâu, mấy bạn hãy nhìn vào, đó chính là đường giá của Bitcoin tại khung thời gian là khung thời gian 4 giờ ha. Tại khung thời gian 4 giờ này, nếu như mà chúng ta có thể nhìn sâu sát hơn một tí, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được cái kháng cự đầu tiên của Bitcoin, đó chính là với chỉ báo Fibonacci. Chúng ta có swing high ở đây, đúng không ạ? Kể xuống swing low. Và các bạn có thấy gì không ạ? Khi mà đường giá của Bitcoin nó có một cái mức giảm giá, là người ta gọi là retracement, đúng không ạ? Và nó sẽ có một nhịp hồi, người ta gọi là rally. Và chính xác là khi Bitcoin nó bay đến cái vùng là 39.200, đúng không ạ? Là gần cái mốc Fibo là 0.618, và ngay lập tức bị reject trở lại, và đang là gì ạ? Đang hover tại cái vùng giá là 38.900, đúng không ạ?
Và đây rõ ràng là một cái gì ạ? Là một cái mức resistance đầu tiên của Bitcoin ha mọi người. Bởi vì theo như móc Fibonacci á, khi mà đường giá của Bitcoin nó tiến đến hai cái vùng này, thường á, là nó sẽ bị đạp về ở dưới đây. Đó chính là vùng giá 37.300. Vậy chúng ta đã bàn đến cái kịch bản giảm giá của Bitcoin nhiều rồi. Vậy đặt trường hợp ví dụ nếu như Bitcoin nó có thể là vượt qua được cái mốc cản đầu tiên ở đây, ở cái mốc Fibonacci là 0.5 cho tới 0.618, đúng không ạ? Vậy thì cái mốc kháng cự tiếp theo của Bitcoin đó chính là đâu? Rõ ràng nó sẽ nằm ở cái khu vực này, ở cái vùng giá là 40.000 với hai cái đỉnh lần trước, những cái đỉnh lần trước của nó, đúng không ạ? Tại sao nếu như Bitcoin có thể vượt qua cái kháng cự đầu tiên ở ở hai cái mốc Fibonacci là 0.5 cho tới 0.618 và Bitcoin sẽ tiếp tục gặp thêm một cái cản nữa ở vùng giá 40.000 với những cái đỉnh lần trước, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy nhìn vào cái khung ngày đi ạ. Thì tại khung ngày Bitcoin nó đã tạo ra một cái trendline, đó chính là trendline tăng giá, đúng không ạ? Thì trong quá khứ mỗi khi Bitcoin giá của Bitcoin giảm tới cái đường trendline này đều có một nhịp support và hỗ trợ giá Bitcoin đi lên lại, đúng không ạ? Nhưng một khi đường giá của Bitcoin đã phá qua cái đường support này thì cái đường support này nó chính thức trở thành một cái đường kháng cự rất là mạnh dành cho Bitcoin. Thời gian support bao lâu thì cái mức kháng cự nó sẽ mạnh bằng cái thời gian support bấy lâu. Do đó cái vùng giá mấy bạn để ý không ạ? Ngay tại đây đó chính là vùng giá 40.000 là một cái mức kháng cự mạnh tiếp theo mà Bitcoin cần phải vượt qua, đúng không ạ? Và nếu như trong trường hợp Bitcoin vượt qua cái mốc kháng cự đầu tiên ở dưới đây, đúng không ạ? Tiếp theo là vượt qua cái kháng cự thứ hai là vùng giá là 40.000, đúng không ạ? Vậy thì liệu Bitcoin liệu có còn sức để mà vượt lên cái kháng cự tiếp theo ở cái vùng giá là từ 42 cho tới 42.500 hay không ạ? Khi mà khu vực này như những video lần trước mình đã chia sẻ với anh em, nó có rất là nhiều kháng cự với các chỉ báo là EMA Ripple, đường 50 MA, Bollinger Band, Gaussian Channel và Bull Market Support Band. Tất cả những cái kháng cự này nó nằm tập trung vào một chỗ và mình tin rằng Bitcoin hoàn toàn không có đủ lực để mà phá lên cái vùng này. Khi mà ngày 5 tháng 5 này, vào lúc rạng sáng ngày 5 tháng 5 lúc 1 giờ sáng, ông Powell sẽ chính thức công bố mức lãi suất mà đó chính là 1%. Mình tin sẽ là 1% và sẽ không có chuyện là mức lãi suất thấp hơn 1% đâu bạn. Bởi vì mấy bạn hãy nhìn vào cái quá khứ đi, là cứ mỗi khi mà Fed sắp công bố lãi suất thì họ đều có một cái forecast, đó chính là dự báo, và cái mức dự báo của họ luôn luôn đúng tính từ tháng 9 2021 cho tới nay, đúng không ạ? Nếu như mức vào thời điểm là 23 tháng 9 cái mức lãi suất là 0.25, họ dự báo là 0.25 và lần này cũng là 0.25, hay là ngày 4 tháng 11 mức lãi suất là 0.25, họ dự báo là 0.25 và thật sự cũng là 0.25, hay là ngày 16 tháng 12 năm 2021 mức lãi suất là 0.25, dự báo là 0.25 và khi mà thực tế cũng là 0.25 và nó luôn luôn là actual là bằng với cái mức mà họ dự báo. Vậy thì lần này họ dự báo là mức lãi suất sẽ là 1%, đúng không ạ? Vậy thì mình tin với những lần như vậy, với xác suất như vậy, không có lần nào mà họ dự báo sai, thì mình tin lần này 90% lãi suất của Fed sẽ là 1%. Và khi lãi suất như vậy thì mấy bạn cũng đã biết rồi hả, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chứng kiến một sự bán tháo của thị trường và dẫn đến Bitcoin nó sẽ phá luôn qua cái vùng support gần nhất, đó chính là cái vùng 37.000. Tại sao lại là vùng 37.000? Thì chúng ta hãy kẻ cái trendline từ hai cái ô này kéo lên, đúng không ạ? Nếu như Bitcoin không thể vượt qua kháng cự này và đâm xuống đây, đúng không ạ? Nó nằm ngay cái vùng là 37.000 là cái mức hỗ trợ cuối cùng của Bitcoin trước khi mà Bitcoin lao về cái vùng là 33 cho tới 34.000. Tại sao mình có thể đoán là Bitcoin có thể lao về cái vùng 33 cho tới 34.000? Tiếp sau đây mình sẽ trình bày cho các bạn chỉ báo, đó chính là Bitcoin Lot Growth Curve. Đây, tại khung tuần ha. Thì như cái chỉ báo này á, mấy bạn hãy nhìn về quá khứ đi. Thì cứ mỗi khi mà đường giá của Bitcoin không trụ được tại cái đường màu đỏ này, có cái mốc Fibonacci là 9.02, thì ngay lập tức là Bitcoin bị đạp xuống tới cái đường màu trắng này với cái mốc Fibonacci là 0.
đúng không ạ? Vào thời gian là tháng 8 2015 hay là vào tháng 8 2016, không trụ vững được cái mức màu đỏ này và tiếp tục giảm giá xuống, đúng không ạ? Hay là vào cái thời gian là tháng 12 năm 2018, đúng không ạ? Không trụ được cái mốc Fibonacci 9.02 này, và hay là vào thời gian là tháng 2 năm 2020 không trụ vững cái mốc Fibo này và bị đạp xuống. Vậy thì bây giờ nếu như trong tuần này, đây là đến tuần ha, Bitcoin không thể giữ vững được cái mốc Fibonacci ở này ha là 9.02, đúng không ạ? Với cái mức lãi suất của Fed tăng 1% như vậy, thì khi sự thị trường bán tháo như vậy thì mình tin hoàn toàn có khả năng là Bitcoin nó sẽ tiến về cái đường mốc Fibonacci là không này ở cái vùng giá là bao nhiêu ạ? Đó chính là 33.000 cho tới 34.000. Chính xác là cái vùng giá là 33.800 ha mọi người ha. Cho nên trong nhóm Telegram của mình cũng nói với anh em rồi, chúng ta có thể đặt cái TP ở cái vùng giá là từ 33 cho tới 34.000. Đó thì hôm nay mình sẽ trình bày là cái TP cụ thể nhất, đó chính là cái mức mấy bạn chắc nhất thì các bạn có thể là đặt là 34.000. Nếu như có quét đầu xuống đây thì chúng ta sẽ được khớp lệnh và giành chiến thắng ha. Và đó chính là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn có thể là nhấn vào cái phần mô tả của video để mà tham gia vào nhóm Telegram, đặc biệt là nhóm VIP. Tại nhóm VIP thì hàng ngày mình sẽ nhận định từ 4 tới 5 đồng altcoin có cái xu hướng tốt để mà mọi người có thể là vô kèo ha. Hoặc là các bạn có thể là nhấn vào cái phần mô tả video này, tạo cho mình một tài khoản Bybit, Huobi, MSC hoặc là Binance ha mọi người, để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời cũng như là ủng hộ kênh ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.